Chào mừng tất cả các bạn đã xem video trên kênh Tâm sự cùng mèo Rippy. Ngày hôm nay mèo cũng đưa ra một cái chủ đề để chúng ta cùng bàn luận với nhau ha. Và cái chủ đề ngày hôm nay có tên là so sánh. So sánh mèo muốn nói ở đây á, đó là bạn so sánh giữa người với người. Ví dụ như là bạn so sánh con của bạn với con của người hàng xóm, so sánh vợ của bạn với vợ của đồng nghiệp của bạn, hay là bạn so sánh chồng của bạn với chồng bạn của bạn. Các bạn hiểu nôm na là như vậy đi. Cái chuyện so sánh này các bạn rất là dễ bắt gặp ở trong cuộc sống. Ví dụ như là sau cuối những cái học kỳ học ha, các bạn đi họp phụ huynh xong về nhà mắng chửi con mình. Mày thấy không, thằng A, thằng B, thằng C, thằng này á học sinh vô cấp tỉnh, thằng kia học sinh vô cấp huyện, thằng kia nhất trường, còn mày học hành không cũng không nên, mày bét lớp, mày không được một cái gì hết. Hay là những cái ngày lễ, nhất là những cái bài mấy bà lướt trên mạng xã hội xong rồi là đang tuốt tâm trạng, hay là trách mắng chồng. Ông thấy chồng của người ta không? Chồng người ta nào hoa, nào sô-cô-la, nào quà, còn tôi không được một cái gì hết. Hay là các bạn gặp vợ của đồng nghiệp đi, nhìn thấy vợ của đồng nghiệp xinh đẹp, xanh mơn mớn, còn về nhà thấy vợ của mình, trời, thấy bà này mắt chán, lúc nào cũng lèm bèm, nhìn người như con mắm, xấu xí, xù xề. Cái đó thì quá dễ thấy ở trong cuộc sống ha. Nhưng mà mỗi lần bạn buông những cái lời chê bai, những cái lời so sánh, những cái lời trách móc như vậy á, thì nó không khác nào xách cái thau nước lạnh tạt vào mặt đối phương ở đó các bạn. Bởi vì ví dụ như con của bạn đi, có thể nó học không giỏi nhưng mà nó có một cái điểm mạnh nào đó, có thể là nó mạnh về thể thao này, có thể mạnh về hội họa này, hay là mạnh về ca hát này, đâu có nhất thiết là nó học giỏi nó mới khiến cho bạn nớm mày nớm mặt đâu. Đó, nó không là tất cả hết á. Có thể nha, con của bạn học không giỏi con của người hàng xóm, nhưng mà nó có cái mà con của người hàng xóm không bằng. Hay là chồng của bạn đi, mặc dù không tặng quà tặng hoa cho bạn, nhưng mà ngày thường có thể anh ấy giúp bạn rửa chén này, giúp bạn phơi quần áo này, giúp bạn làm việc nhà này, anh ấy rất là tình cảm. Nhưng mà cái người tặng hoa tặng quà kia chắc gì người ta sống tình cảm bằng chồng của bạn hay là vợ của bạn đi. Vợ của bạn thì hơi lùi xùi, hơi xấu xí một chút, nhưng mà vợ của bạn bỏ bao nhiêu thời gian chăm sóc gia đình của bạn. Còn vợ đồng nghiệp của bạn thì không biết cô ấy sống như thế nào. Có thể bạn khao khát vợ của đồng nghiệp của bạn, nhưng mà cái người đồng nghiệp của bạn ao ước là có một cô vợ đảm đang như cô bạn thì sao. Nhiều khi cái mình có mình không trân trọng, mà cái của người ta thì mình khao khát. Nhờ người ta nói sống ở trong chân mới biết trong chân có rận. Có thể mình nhìn thấy cái đẹp của người ta nhưng mà mình không nhìn thấy cái xấu của người ta. Mình thường cảm thấy không vui khi mình lấy cái hậu trường của mình so sánh với cái trailer của người khác. Cái trailer là cái mặt đẹp để cái quảng cáo của người ta, còn mình cứ lấy cái hậu trường, những cái mà hư hỏng của mình đi so sánh như vậy thì nó khập khiễng quá. Cho nên là mình đang có cái gì thì mình trân trọng cái đó, đừng nên so sánh làm cái gì. Còn về cái chuyện so sánh á, nó gây tổn thương tình cảm rất là nhiều. Ví dụ như bạn so sánh những cái đứa con ở trong nhà của bạn đi, mày thấy chị của mày không? Chị của mày dài, còn mày dài, mày không có được một cái gì hết. Cứ so sánh như vậy làm cái gì? Để cho những cái đứa con ở trong nhà nó mất lòng lẫn nhau, nó nghi kỵ lẫn nhau. Cái đứa em thì ghét đứa chị, tại sao cái đứa chị nó hơn mình, nó lúc nào cũng được mẹ của mình khen, còn mình lúc nào cũng bị mắng chị chửi. Còn cái đứa chị thì lúc nào cũng ha hê, lúc nào cũng tự cao tự tại. Tao là tao giỏi hơn nó rồi đó, lúc nào tao cũng được khen hết mà còn nó lúc nào cũng bị mắng. Nó gây ra những cái sự tổn thương tình cảm. Còn chồng hay vợ của bạn, bạn cứ chơi bai hoài thì nó khiến cho chồng hay vợ của bạn có những cái mà tổn thương tình cảm. Có thể họ không nói nhưng mà lâu ngày một giọt nước có thể tràn ly. Ví dụ như mình có thể không hài lòng về vấn đề đó, mình nhìn thấy vợ của mình ăn mặc không có được đẹp hay là lùi xùi gì đó, mình có thể nhẹ nhàng góp ý nói là theo anh thấy nha, là em ăn mặc như thế này thì không có được đẹp cho lắm, mà ví dụ như đồng nghiệp của anh ấy tới nhà nhìn thấy em như thế này thì
không không có được gọn gàng, không có được sạch sẽ, hay là em thử thay đổi cách ăn mặc đi, hay là chiều nay hai vợ chồng mình đi ra ngoài kia mua quần mua áo đi, thay đổi đi. Ba đám cô vợ vui vẻ đi theo liền đó các bạn. Thư góp ý đi, nhẹ nhàng thôi, đừng có chê bai, đừng có chửi mắng gì hết á. Còn chồng của bạn hay cái gì đó, mình hãy nhìn những cái tốt đẹp của người ta, chứ nhìn vào cái khuyết điểm của người ta làm cái gì ha. Cái gì mình không vừa ý đó, thì mình có thể nhẹ nhàng ngồi với nhau, ngồi tâm sự nhẹ nhàng thôi, góp ý nhẹ nhàng, chứ đừng có mà trách mắng hay gì hết. Còn những cái đứa con ở trong nhà thì nên thương yêu một cách công bằng, đừng có so sánh nhiều ha. Con mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời này à, nó đều có điểm mạnh và có những cái mà những cái đứa trẻ khác không có. Rồi thì video này thì mèo cũng không biết nói gì, nó cứ nói lung ta lung tung mà. Tóm lại thì cái chuyện mà so sánh như vậy á, nó gây tổn thương tình cảm không hề ít, và cái mà mình được á, chắc chắn nó ít hơn cái mà mình bị mất. Rồi thì cái video này nó cũng khá là ngắn ha, đó là những cái ý mà mình muốn nói. Video này có thể là nó thiếu ý hay là nó trái ý đối với bạn. Nếu các bạn cảm thấy có cái gì đó mà không đúng thì các bạn có thể comment nhẹ nhàng bên dưới góp ý hộ mèo nha. Rồi thì cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mèo, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn yêu mến mèo thì cho mình một like, một subscribe và comment ý kiến các bạn bên dưới nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.